Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt thông báo về việc hỗ trợ chống dịch COVID-19. Tòa Giám mục Đà Lạt, số 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt, Lâm Đồng. Đà Lạt ngày 22 tháng 7 năm 2021. Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn, ngày 13 tháng 7 vừa qua, Văn phòng Tòa Giám mục đã gửi đến quý cha và quý cộng đoàn thư kêu gọi của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đồng bào Công giáo Việt Nam về việc hỗ trợ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh trong cơn đại dịch. Mặc dù đang trong thời kỳ dịch bệnh, khó vận động bà con giáo dân do không có thánh lễ, nhưng đến nay, Tòa Giám mục cũng đã nhận được tiền giúp đỡ từ một số giáo xứ, cộng đoàn, tập thể và cá nhân. Xin chân thành cảm ơn quý cha, quý cộng đoàn và quý ông bà, anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ. Ngoài sự giúp đỡ bằng tiền, Tòa Giám mục đã nhận được, hiện nay Ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo phận và một số giáo xứ, cộng đoàn dòng tu cũng đang thu gom rau củ quả liên tục gửi về thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận trong 10 ngày qua. Nguồn rau củ quả này do Ban Bác ái Xã hội Caritas và các giáo xứ cộng đoàn xin tại một số nhà vườn có nhã ý cho tặng và đã bỏ tiền mua thêm đầy đủ mỗi chuyến xe. Dự tính sắp tới, mỗi tuần Ban Bác ái Xã hội Caritas giáo phận sẽ chuyển thêm từ 2 tới 3 chuyến xe 10 tới 20 tấn. Nếu mỗi chuyến hàng 20 tấn thì số tiền phải chi về việc mua hàng, chi phí bốc phát, vận chuyển ước tính lên đến khoảng 80 triệu. Từ những thông tin trên, chúng ta thấy nếu tình hình dịch bệnh kéo dài thì đây là số tiền không nhỏ. Rất cần sự chia sẻ của quý cha, quý cộng đoàn và quý ông bà, anh chị em. Việc làm này rất cần thiết, do đó ngoài các giáo xứ, các cộng đoàn và cá nhân đã gửi tiền, xin các giáo xứ và các cộng đoàn khác tiếp tục vận động và sớm gửi tiền giúp đỡ về Tòa Giám mục. Trong tình hình dịch bệnh, quý cha và quý cộng đoàn có thể báo trước số tiền ủng hộ rồi gửi về Tòa Giám mục sau, hoặc có thể chuyển khoản cho Tòa Giám mục qua số tài khoản của cha quản lý Nguyễn Anh Tuấn, số tài khoản 0561003892764, Vietcombank Đà Lạt. Kính chúc quý cha, quý cộng đoàn và quý ông bà, anh chị em luôn bình an, mạnh khỏe trong sự yêu thương quan phòng của Chúa Ba Ngôi, Văn phòng Tòa Giám mục.